Rồi em trai mời nhà gái. Dạ em, mời em ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ kính thưa chú Quyền Linh, kính thưa chị Ngọc Lan. Con tên là Trần Hoàng Thảo, con sinh năm 1993. Con làm thợ điện tự do. Mình làm ở đâu? Dạ con làm ở quê ở Bình Đại, Bến Tre chú. Tức là giờ con từ Bến Tre đi lên đó là hả? Con mới lên đây hồi trưa. Rồi chào nhà trai nha. Bây giờ nghe nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh. Dạ xin chào anh kế bên. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hằng, năm nay em 29 tuổi. Em đến từ Đồng Tháp. Hiện tại thì em đang làm điều dưỡng ở một bệnh viện bên Vĩnh Long. Vậy thì từ Bến Tre qua Vĩnh Long cũng gần. Rồi mà mình nói ưu điểm khuyết điểm cho mình cho nhà gái nghe đi Thảo. Con thì có ưu điểm thì con là nấu ăn ngon, làm việc nhà giỏi, việc gì làm cũng được hết. Khuyết điểm là gì? Chắc là hơi ngại trước đám đông á chú. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Theo em thì ưu điểm của em là em hòa đồng vui vẻ, em biết cách quan tâm chăm sóc gia đình. Còn khuyết điểm của em thì theo em nghĩ là em hơi nóng tính. Dạ, với lại em cũng hơi dở nấu ăn đó chị. Bên đây nấu ăn ngon. Mình có mấy mối tình rồi Thảo? Dạ con thì đó giờ chỉ có một mối tình rồi chú. Quen lâu không? Dạ quen chắc khoảng 1 năm rồi chú. 1 năm sao chia tay? Lúc đó là công việc của con nó chưa ổn định á, thành ra con cảm thấy là chưa có lo được cho bạn nữ cho nên là tự động mình rút. Dạ đúng rồi. Đáng lẽ mình phải nói trước coi vậy coi bạn gái tính thì sao này kia. Cho con nói cái này được không chú? Nói đi. Dạ sẵn tiện cái chương trình thì con cũng muốn xin lỗi bạn nữ. Đúng rồi, hay quá. Nói luôn cái tấm lòng mình với bạn nữ đi. Nói cho nhẹ lòng đi. Chứ không chia sẻ sao chứ. Đang xúc động á, chưa nói được. Sao nè. Trời ơi thấy thương quá vậy. Gửi cái tấm lòng của mình, tình cảm, cái lời xin lỗi của mình. Chưa nói được. Vậy là cũng nặng tình lắm. Nặng tình lắm. Nói chung là chàng trai sống rất là có trách nhiệm. Chia tay lâu chưa? 2017. Nay 5 năm rồi. Vẫn còn không biết là nhiều cảm xúc. Chào em gái. Dạ. Chàng trai bên kia có thể nói là rất là gọi là nặng tình và cũng trách nhiệm luôn, nên khi nhắc đến cái chuyện đó là rơi nước mắt bên kia kìa. Rồi còn mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em đã từng lập gia đình và đã ly hôn 1 lần. Có con chưa? Em có con rồi, là một bé gái 8 tuổi. Dạ hiện tại ở với em. Dạ em ở với ai nữa? Dạ em ở chung với ba mẹ. Ba mẹ? Dạ. Ở đâu? Dạ ở bên Đồng Tháp. Mình lấy chồng bao nhiêu năm thì bao lâu thì chia tay? Dạ tầm khoảng 3 năm. Khóc quá trời khóc rồi, bây giờ bình tĩnh chưa? Được, đỡ chị. Đỡ chưa? Dạ dạ rồi. Làm sao mà mình sẵn sàng đến với một cái cuộc sống mới đây? Giống như là em chỉ trân quý cái tình cảm chứ còn cái tình không còn. Bây giờ cô gái kia thế nào rồi em có biết không? Dạ cô ấy có chồng. Nhỏ trên đây khóc dưới nguyên khóc. Nhưng mà mấy mốt mình nhắc đó mình đừng khóc nữa. Người không, ta gái người ta cũng lo lắng lắm, hiểu không? Xúc động thôi. Thật ra là xúc động chứ chưa nắm tay gì trơn. Tưởng đâu là yêu nhau tha thiết. Tưởng đâu có đứa con rồi chứ. Nó bỏ ra ân hận hay sao? Chưa nắm tay gái luôn. Dạ nếu mà người yêu là chưa. Trời ơi. Có hung ai chưa? Dạ nếu người yêu là chưa. Ủa vậy không hung người yêu hả? Hung người khác không yêu hả? Vì... không, ý hung là có rồi, còn người yêu là chưa. Vậy cái nụ hôn đó nó có ý nghĩa gì? Là hôn là ví dụ là mình đứa cháu mình thì mình quý mình hôn nó vậy đó chị. Trời đất ơi. Không thiệt tình gì mà thiệt tình dữ vậy trời. Hôn cháu ai hỏi chi. Thì con nói chú là nếu người yêu là chưa, nghĩa là chưa có hôn người yêu. Vậy tưởng đâu nó hôn ngoài lề. Đó là hôn mấy người rồi chưa yêu. Tưởng nó hôn lén người ta. Nghe cô gái bên đây nè. Dạ, dạ. Có gia đình, có đứa con 8 tuổi rồi, con thấy sao? Con thì đi gặp đứa nít nào cũng phái con tự. Không, nếu mà bạn nữ có con nhưng mà hợp thì bình thường chứ không có sao hết, con có là vấn đề. Không sao đúng không? Nhưng mà bạn này nó trả lời câu này con thích nè, hợp là bình thường. Đúng rồi, chứ không có trả lời suông. Nói cho chị Lan nghe là mình mong muốn có một người bạn gái, một người vợ tương lai nó như thế nào? Con thì sẽ lựa chọn vợ theo tiêu chuẩn là giống như là nó truyền thống. Tam tòng tứ đức, nhất lé nhị lùn, tam hương tứ súng là không được. Yêu nhau là được. Nói chung bên đó là không có bên này không có gì đó. Có cái gì á. Vậy là cái quan điểm là vậy. Vậy là cái quan điểm. Ví dụ bên đây vậy rồi sao? À, lát gặp biết chứ. Rồi. Rồi ngoài cái đó ra thì còn gì nữa không? Nó hòa đồng vui vẻ, nói chung là hơi xàm xàm cũng được. Tại giống như là nó hài hước đó, chút. Thôi được rồi, để tôi hỏi nhà gái coi sao. Nãy giờ đề ra tiêu chí em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Đáp ứng chắc hết được luôn. Chắc hết luôn đúng không? Dạ. Còn em thì cái mẫu hình như thế nào? Mẫu hình thì em không có quan trọng ngoại hình. Tại vì em quan trọng cách sống của con người đó như thế nào thôi. Đúng. Đặc biệt là phải tôn trọng, thông cảm và chia sẻ nhau. Ý em vậy? Em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ và chị gái. À có mẹ chị gái dạ. Hả? Dạ em chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào bạn Nam và chào bên đàn trai ạ. Con tên Đồng Nguyệt Hằng, đó là chị gái của Thanh Hằng. Theo con thấy thì bạn Nam cũng là một người chín chắn, chững chạc. Em con thì đã từng đổ vỡ một lần rồi, thì ít nhiều cũng sẽ có những cái vết thương trong lòng. Thì mong rằng là bạn Nam có thể thấu hiểu. Thì có một cái câu nói là 100 triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi sai chỗ. Bất cứ ai mình gặp sẽ không bao giờ là ngẫu nhiên cả. Nên đến đây thì dù gì cũng đã có một cái duyên. Thì em cũng rất là mong là hai em có thể trao nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Biết đâu lại là một cái mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời mình thì sao? Hay quá. Cảm ơn ạ. Rồi cô thấy sao, con rể tương lai của mình có hợp gì với mình không? Xin chào hai MC, xin chào bên đàn trai, chào cháu trai. Dạ con chào bác. Tùy con gái, tùy nó chọn. Cháu trai thì thấy hình dáng thì không quan trọng, lời nói thì chín chắn nhưng mà có cái hơi truyền thống quá. Còn cô bé này thì ở nhà quen cái hiện đại rồi. Cho con gái của hồi hai đứa trò chuyện với nhau, hai đứa trò chuyện nhau rồi, hiện đại coi tạo sao cơ hội nhau. Cô thì... biết sao không cô, có nhiều chàng trai mở rào ra cái là bao nhiêu cái quy tắc ban đầu bỏ hết. Thì mong như vậy đi dạ. Ha, là hai đứa sẽ cho cơ hội còn hẹn hò nữa. Dạ, dạ, cảm ơn nhà gái. Mình đi với ai nào? Dạ em đi với mẹ, chị, hai chị gái, rồi anh ruột, rồi anh bà con với anh rể. Tôi làm mẹ của Trần Hoàng Thảo, đến từ Bình Đại, Bến Tre. Giờ nó chịu mình chịu chứ cũng không biết sao nữa. Nó thì nó quen thì nó cảm động hơi vậy thôi, chứ còn chuyện nó có dẫn tới nhà chơi thì cũng không biết luôn. Nó cũng không biết, nó không có tình qua luôn, cũng không biết luôn. Gọi là có dẫn nhiều bạn gái về nhà không? Không. Rồi chuyện nào lấy vợ cho nó được? Thì miễn nó chịu thì cưới vợ liền. Ở chung là ở riêng? Nó muốn ở riêng thì cho nhà riêng, còn ở chung thì ở chứ không biết. Trời ơi dễ, tụi nó dễ quá trời đất luôn. Nó có mấy nhà rồi? Dạ có 2 nhà. Giờ về nó muốn ở riêng là ở đúng không? Dạ. Thấy giàu tương lai này được không? Thì thấy chung cũng được mà tùy nó à. Dạ. Rồi cảm ơn hai họ. Bây giờ mình mở rào thôi. Mở rào. Tấn công liền em ơi. Mặt thì anh cũng có món quà tặng em. Dạ cảm ơn. Đặc sản Bến Tre. Con cũng xin có món quà tặng chú Quyền Linh. Rồi cảm ơn con nhiều. Kẹo dừa Bến Tre ha. Dạ, đúng. Em cũng xin tặng chị một. Cảm ơn em. Em hôm nay đến đây á, thì em có 2 món quà tặng anh. Một món quà này á là của chị hai của em là làm bánh. Anh ăn thử một cái đi. Dạ, anh xin phép. Có ngọt không anh? Ngọt. Ngọt ngào giống như em vậy đó. Dạ cái món thứ hai á là em tặng anh cái bóp, có nghĩa là sẽ để tiền thì lúc nào cũng sẽ đem theo hết. Không, nhưng mà anh không thích là thầy bóp nữa. Không thầy bóp. Anh muốn đưa tiền cho em dở luôn. Vậy đó. Trời ơi trời. Biết cô gái gì sao. Lần đầu tiên gặp mặt đó cảm nhận coi giống như những gì mà mình suy nghĩ về người ấy không? Lần đầu tiên gặp mặt thì em thấy giao diện anh ổn không? Đã nói là em không có quan trọng ngoại hình, cũng mới gặp thôi, mới tiếp xúc thôi thì nói chung thì nhìn được. Còn anh thì có thấy những cái tiêu chí của anh đó thì em có bị lọt như cái tiêu chí nào không? Không, cái đó là không có rồi. Không có. Cho em hỏi anh là một cái mối quan hệ á, thì anh quan trọng nhất là cái điều gì? Anh là quan trọng là tin tưởng, quan tâm chia sẻ, tôn trọng. Nãy là bác là mẹ em á là có nói là giống như thấy anh truyền thống quá. Đúng là nãy là nói mấy cái đó thì đúng là truyền thống thiệt. Dạ. Nhưng mà mình sống hiện đại mà đâu có mà theo truyền thống như vậy được. Thì cái công việc của em á là điều dưỡng. thường là phải trực đêm nhiều và cũng phải làm nhiều á, thì anh có ngại cái công việc như vậy không? Không sao, là mình tin tưởng em thì làm công việc của em yêu thích. Chủ vợ anh là làm thợ điện, nhưng mà đó là có thời gian là anh làm cán bộ đoàn. Nói chung là công việc nào anh cũng là tiếp xúc rồi, tìm hiểu nên là biết được, nên là hiểu, không có cái đó là không sao. Ủa, từ anh thì qua Vĩnh Long là bao nhiêu cây? Nếu mà ở dưới Bình Đại lên Bến Tre không là khoảng 45 cây số. Còn Vĩnh Long thì chắc đi cỡ 4 đến 5 tiếng là tới. Đâu dữ vậy? Ông con chạy chậm đó chú ơi. Không, nó chắc... bây giờ từ Vĩnh Long qua Bến Tre gần mà. Gần, đi qua cầu Đình Khao rất là nhanh, qua tới Vĩnh Long liền. Dạ. Thì theo anh đó là cái giai đoạn thời gian tìm hiểu á, thì khoảng một tuần thì anh có thể qua Vĩnh Long hay là được mấy lần? Giờ công việc anh thì rất là gấp. Tại hôm qua thì anh cũng làm tới 6-7 giờ tối anh mới nghỉ là. Dạ. Tại vì giờ vừa đi làm rồi về phải chuẩn bị đồ đạc này kia, đặng anh tính mở tiệm điện á, sẽ khai trương tiệm điện, cho nên là dù mà người ta có gửi báo giá tới phải coi giá cả này kia xong mới chọn đồ xong mới đặt. Mà hiện tại là chưa có chọn được luôn, là lý do hôm nay là đi làm ngoài không à. Hôm nay người ta phải nói rằng anh sẽ cố gắng tuần nào anh qua gì đó, mới quen nhau mà nói anh bận suốt vậy đó rồi sao ai con quen. Để vậy con kể từ từ chứ, phải ráng qua chút hiểu không? Dạ. Con là đi xuyên bằng đêm, ông nói anh sẽ cố gắng chứ. Dạ. Có người khác rồi đó. Dạ thì con sẽ sắp xếp được. Con nào nói với bên kia kìa, tôi sắp xếp gặp tôi chi? Tại đang nói chuyện với chú cái tự nhiên chứ. Nhà có ưu điện vô để sắp xếp qua. Nói lợi nè, nói lợi. Rồi dù công việc có bận tới nào thì anh cũng sắp xếp để mà qua thăm em với gia đình. Đó. Trời ơi. Rồi bước tới nắm tay cô gái đi. Dạ. Nắm hai tay nhìn thẳng vô mắt cô gái. Anh thì đó giờ là đi tin tưởng vào duyên nhiều lắm. Nếu mà em cảm thấy được thì sẽ cho anh cơ hội để mà mình hay là tìm hiểu, và nếu mà được thì tiến tới xa. Mình muốn rất tin luôn rồi. Nắm tay nhìn thẳng vô mắt, hát cho người ta nghe. Anh đã đi được 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều khi muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, nhưng nói chung là anh đã yêu em mất rồi. Bây giờ mình chỉ đưa ra quyết định thôi. Nếu thấy đây là một nửa yêu thương của mình, hãy bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không thích, chưa thấy rung động thì không cần bấm các bạn. Chuẩn bị 1 2 3 vô. Chính thức hai em đã hẹn hò với nhau. Xin nắm vòng tay nè. Bàn tay thấy chưa, chưa biết nắm tay con gái luôn hay chưa? Đó. Nghiên cứu được, kỹ sư nghiên cứu được. Nghiên cứu. Bây giờ xin phép bác. Con xin phép bác, xin phép chị, xin phép em thì con xin phép được hôn em một cái. Chưa ai chịu hôn luôn. Được không? Dạ được.